Thì ngày hôm nay Như quay cái đoạn video này thì cũng mong muốn là cho các bạn trưởng nhóm bên dưới, các bạn trưởng nhóm sĩ xem và cũng như rút kinh nghiệm về cái việc mà mình sẽ làm việc nhóm như thế nào. Chủ yếu là ở đây chúng ta ngồi với nhau để chúng ta làm cái gì? Chúng ta xác định như thế nào để đạt được cái mốc này, đúng không ạ? 21% tương đương với doanh số khoảng hơn 150 triệu. Bán sỉ và cái thu nhập thì trên 10 triệu đồng một tháng. Để có cái thu nhập này, và Như cũng thấy nó không khó, quan trọng là bạn làm cái điều mà Như có làm theo các bước mà Như có chỉ hay là không thôi. Rồi, bây giờ mình bắt đầu mình nói về cái nội dung ha. Đầu tiên là khi mà có một người họ mở, có nghĩa là họ inbox cho bạn, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chia sẻ với nhau, chia sẻ cái thông tin là mình cần vài bạn kinh doanh online. Và bạn cần kinh doanh online thời gian từ 2 đến 3 giờ một ngày. Và thu nhập như thế nào ạ? Thu nhập từ 3 đến 5 triệu một tháng. Và có cái sự phấn đấu, có nghĩa là thu nhập này sẽ càng ngày càng tăng lên nếu mà bạn thật sự bạn làm đúng. Và cái cách làm của mình á, là mình sẽ bán lẻ và mình sẽ bán sỉ, đúng không ạ? Và ở trong cái phần lẻ sỉ này thì có nội dung trong cái file 6 hình. Nếu mà bạn nào chưa có cái file 6 hình, liên hệ với Như gấp để Như share cái file 6 hình cho mình. Đó, bước đầu tiên, bước 1, mình sẽ cho họ cái đầu tiên là mình sẽ tương tác với họ trước. Tương tác, các bạn sẽ hiểu hai cái chữ tương tác này là như thế nào. Tương tác có nghĩa là mình sẽ dùng cái kỹ năng của mình sẽ nói chuyện, trao đổi với người ta về thông tin, có nghĩa là đại khái là làm quen đó. Khi mà Như và bạn không có quen biết nhau á, thì hai chúng ta nói chuyện với nhau sẽ rất là khó và chúng ta không có cái sự gần gũi. Khi mà chúng ta tương tác với nhau, Như sẽ đây đa phần Như sẽ hỏi các bạn là về công việc hiện tại của mình, cái mong muốn của mình trong tương lai và cái lý do vì sao mà mình quyết định là mình tham gia vào cái công việc kinh doanh online của bên bên Như. Thì Như tìm hiểu những cái thông tin đó để làm gì? Chủ yếu là để muốn hỗ trợ cho bạn tốt nhất thôi. Nếu mà Như không biết bạn đang làm công việc gì thì Như cũng đâu biết được là mỗi ngày bạn có thể là rảnh khoảng mấy giờ đâu, đúng không ạ? Và Như cũng không biết được là bạn có cái mong muốn gì trong công việc thì Như cũng sẽ không có hỗ trợ được. Thì bạn cũng hãy nên hỏi cái điều đó với những cái người họ inbox cho bạn. Sau khi tương tác, mình cho họ cái file 6 hình. Ở từng hình nha, là phải hỏi họ có hiểu hay không. Từng hình là phải hỏi nè. Nếu mà những người á, mà Như cho được khoảng tầm 2 cho tới 3 hình mà họ ok, cứ ok, dạ hiểu hoặc là ok, hiểu rồi, thì Như sẽ ghi thêm một cái câu nữa là bạn hãy chắc chắn với Như là bạn có đọc cái thông tin trong cái hình mà Như gửi. Tại vì nếu mà bạn không đọc á thì bạn sẽ không hiểu gì về những cái tấm hình sau và bạn cũng sẽ không có biết cách làm như thế nào. Thì ở cái câu hỏi đó thì đa phần là các bạn nó sẽ quay trở lên để đọc lại ba tấm hình. Cho nên là mình phải hỏi họ họ có đọc những thông tin trong cái hình mà mình gửi hay không. Nếu họ chưa đọc thì tất nhiên bạn hướng dẫn gì họ cũng biết gì hết. Cái này phải đảm bảo nha. Và cái công việc của mình là cái gì? Tính cho công việc của mình là step by step. Có nghĩa là từng bước một, khi bạn làm bước một rồi thì Như sẽ chỉ cho bạn tiếp bước hai. Khi bạn làm bước hai xong, Như sẽ chỉ cho bạn tiếp bước ba. Nếu bạn làm bước ba xong, Như sẽ chỉ cho bạn tiếp bước bốn. Nếu bạn không làm bước một mà bạn hỏi tới bước hai thì Như Như từ chối bạn, có nghĩa là bạn fail ngay cái bước 1 này, Như sẽ không hướng dẫn tiếp. Bản thân Như ngày xưa bảo trợ của Như cũng hướng dẫn Như như vậy, có nghĩa là em phải làm từng bước thì em mới 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 biết được cái. Tiếp theo á là mình nói về cái bước hai, bước 1 này tiếp. Sau khi mà cho file 6 hình rồi, mình sẽ lấy thông tin, đúng không ạ? Mình lấy thông tin bao gồm là chứng minh nhân dân để mình đăng ký, cộng với lại email, cộng với lại số điện thoại,
cộng với lại địa chỉ này cực kỳ quan trọng nè. Nếu mà bạn nào ở Hà Nội á, có nghĩa là ở khu vực Hà Nội nha, chỉ nói về riêng khu vực Hà Nội thì địa chỉ này mình phải đúng chính xác 100%. Có nghĩa là hiện tại bạn đang ở đâu thì phải cho địa chỉ chính xác. Tại vì Hà Nội là họ không hỗ trợ để thay đổi địa chỉ. Còn những cái kho khác á, ở Đà Nẵng, Cần Thơ hoặc là Hồ Chí Minh thì vẫn hỗ trợ cho mình thay đổi địa chỉ. Nhưng mà mình nên hỏi chính xác thì những cái thông tin này nó vẫn tốt hơn. Hỏi xong, bước tiếp theo đăng ký online cho người ta liền. Đăng ký online liền. Nếu bạn nào chưa biết cách đăng ký online cũng hỏi Như ngay để Như hướng dẫn nha. Như đang hướng dẫn về cái việc mà chúng ta đầu tiên là tương tác, thứ hai là cho 6 hình, thứ ba là cho thông tin, là xin thông tin, và thứ tư là đăng ký online. Ở cái bước này nó ngộ vậy nè. Nếu ban đầu á, mà bạn tương tác với người ta tốt thì ở cái bước mà bạn nói với người ta gửi thông tin này, người ta sẽ gửi cho bạn ngay. Làm gì tiếp? Bước 2, gửi ngay ca tà lô giấy 2 quyển. Cái này là như nó luôn, mình đầu tư á 13.000, mình mua 2 quyển, 1 quyển 6.500, mua 1 bát 20 cuốn á là có giá 125.000, thì chia ra 1 cuốn là khoảng 6.500. Thì mình đầu tư 13.000 này, mình gửi thẳng qua cái địa chỉ này cho người ta, không cần người ta phải có đơn hàng. Lưu ý nha, không cần người ta phải có đơn hàng và không cần người ta phải hỏi, mình phải gửi ngay cho họ. Còn nếu bạn không đi qua bước 2 này thì giống như nãy như nói đúng không? Bạn không đi qua bước 2, bạn làm bước 3, bạn làm bước 4, fail hết. Mình tiếp theo ha. Gửi cho người ta xong, báo với người ta rằng khi em nhận được, có nghĩa là khi em nhận được catalog rồi, em inbox chị liền. Em inbox cho chị liền. Và chị sẽ chỉ cho em tiếp cái cách mở hàng lấy may. Cái này cực kỳ quan trọng nè. Người ta inbox cho mình xong có nghĩa là người ta đã nhận được catalog đúng không mà, thì mình sẽ hướng dẫn cho người ta cách mở hàng lấy may bằng cách là add người ta vào cái group, vào group đầu tiên là cái group kinh doanh mỹ phẩm Oriflame. Cái group này có cái tác dụng là người ta sẽ học về sản phẩm, học tất cả những thông tin về sản phẩm và có những cái cảm nhận của tư vấn viên khi họ sử dụng sản phẩm như thế nào ở trên đó nữa. Cực kỳ quan trọng ha. Nếu mà tư vấn viên có nghĩa là người mới họ không có những cái thông tin này nè, họ không biết bán sản phẩm mà xài có bị dị ứng không, rồi khách hàng họ có hỏi gì không hay cái gì đó đại khái vậy đó, thì mình không cho được thì họ họ cũng bán không được. Cái thứ hai là cái group 1. Cái group 1 này mình sẽ học về phương pháp. Phương pháp là này nè, mở hàng lấy may nè, rồi cách để đặt hàng online, cách để đặt hàng bằng máy tính hay là cách để xem hệ thống thì nó sẽ nằm ở đây. Lưu ý ha, thì mình phải add người ta vào đây, nhưng bản thân mình không add vào và add được. Có nghĩa là khi bạn add xong bạn phải đợi admin accept, thì admin là Như á, Như sẽ accept cho chúng ta vào cái group này. Khi mà accept xong thì chúng ta tham gia vào cái group này xong, có nghĩa là bạn đó mình add cái người mới tham gia vào cái group này xong thì bắt đầu mình mới tag tên. Tag tên có nghĩa là A cộng á, A cộng rồi tiếp cái tên của người ta 2 chấm. Em đọc kỹ nha, không đọc lướt, vì nếu đọc lướt sẽ không hiểu được những nội dung mà mình làm và em sẽ không làm được. Ghi cho họ vài chữ, tuyệt đối không làm thiếu bất cứ cái gì mà Như nói, tại vì lý do vì sao Như quay phim á, thì các bạn đã hiểu rồi đúng không? Thì ví dụ đi, trong cái thời gian mà cái catalog này đến, ví dụ như mình trong nội thành thì mình gửi shipper thì khoảng trong ngày là tới rồi, nhưng nếu ngoại thành á, thì mình sẽ gửi bưu điện hoặc là giao hàng nhanh á, thì nó hơi lâu, khoảng 2 ngày 3 ngày nó mới tới. Thì bên cạnh đó cái này là và nè,
có nghĩa là cộng với cái này nè, và nha, có nghĩa là mình sẽ dạy cho người ta lập danh sách, ngoài giấy á, có nghĩa là giấy viết giống như đây, như đang viết như vậy nè, giấy viết như như đang viết như vậy nè, lập danh sách 20 người, 20 người quen. Những người này là những người mà bạn nghĩ rằng là bạn sẽ mời họ đến cái buổi sinh nhật của mình. Lưu ý là nói với tư vấn viên như vậy, lập danh sách 20 người quen, và 20 người này sẽ là những người mà bạn nghĩ rằng sẽ đi sinh nhật của bạn vào ngày mai. Lập ra từ 1 cho tới 20. Sau khi lập danh sách ra xong, ví dụ như ở đây là có Tẹo, Tí gì đó, hoặc là Thanh, Huệ, Cúc, Trúc, Nghe gì đó, thì cái người số 3 là cái người mà họ dễ thương nè, họ nhiệt tình, họ vui vẻ, họ cũng mau mắn lắm, thì mình sẽ bắt đầu dùng cái catalog giấy, hồi nãy mình gửi cho họ đúng không, thì bắt đầu mình sẽ gửi cho cái người này. Và khi mà mình ở trong cái group 1 á, mình học được cái cách mà mở hàng lấy may, mà đăng hàng lên trên gian hàng ở trên Facebook á, thì mình sẽ inbox cho người này, gửi inbox cho người này và nhờ họ mở hàng cho mình nếu họ ở xa. Còn nếu họ ở gần thì gửi catalog giấy. Lưu ý nha, lập danh sách người quen này là những cái hai cái cách này, có nghĩa là inbox, cách mở hàng lấy may, và lập danh sách 20 người là cách mà Như luôn luôn hướng dẫn để họ có đơn hàng đầu tiên. Và xin thưa với các bạn là chưa có ai mà Như hướng dẫn cái một trong hai cái cách này hoặc là cả hai mà chưa có đơn hàng hết. Nếu mà bạn bị gọi là không có đơn hàng á, thì mình nhìn từ trên xuống coi mình bị thiếu cái bước nào. Nếu mà mình bị thiếu cái bước đó thì cái này là do bạn cho thiếu rồi ha. Tiếp theo, bước 3. Thí dụ đi, mình đã chỉ như vậy rồi nhưng mà họ vẫn không có đơn hàng thì sao? Đầu tiên mình phải vào kiểm tra. Kiểm tra gì? Tường nhà Facebook. Tường nhà Facebook của cái người đó đó, họ có đăng bài hay không? Đăng bài cái bài mà mở hàng lấy may á, họ có đăng bài hay không? Thứ hai, họ có inbox cho cái người 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 quen hay không? Hoặc là thứ ba là họ có rồi. Mình kiểm tra họ là ở cái bước mà họ có lập danh sách hay không. Kiểm tra cái này là kiểm tra cho kỹ ha, có nghĩa là mình phải vô tường nhà họ, mình coi họ có đăng bài hay không, những người like hay comment họ có comment, có nghĩa là có inbox cho người ta hay không, thì inbox mình đâu kiểm tra được đúng không? Cái này mình kêu họ chụp màn hình gửi cho mình, chụp màn hình gửi luôn. Nếu mà người nào họ không làm thì họ sẽ không có chụp màn hình đưa cho mình đâu, cứ yên tâm đó đi. Cho nên á, những cái người mà họ nghiêm túc làm á, thì mình làm việc tiếp, còn người nào không nghiêm túc thì mình né qua làm việc với người khác ha, không có bị ảnh hưởng bởi những người đó. Tiếp theo là khi mà họ có đơn hàng thì sao? Có đơn hàng, bước 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 3 rồi đúng không? Bước 4. Bước 4, khi họ có đơn hàng thì mình mới bắt đầu nói tiếp. Là khi em có đơn hàng thì đơn hàng của em là 450. 450 giá giá gốc đúng không? Thì đơn hàng khoảng 600 ngàn giá catalog, giá bán cho khách. Thì em nói với chị nha, chị chỉ cho em đặt hàng online. Còn nếu mà đơn hàng của em ít quá thì em nói với lại khách hàng họ đặt thêm đi, rồi có gì em đặt luôn cho họ. Vậy thì có đơn hàng này họ mở thẻ, mình chỉ cho họ đặt hàng online. Chỉ có nghĩa là mình sẽ kèm họ, lúc đó mình online một máy và họ cũng đang online, họ đặt tới đâu mình chỉ họ tới đó, hướng dẫn rõ ràng là em không nên làm những gì mà chị không hướng dẫn. Thì bản thân mình phải biết đặt hàng online, bản thân mình phải biết đặt hàng online thì mình mới chỉ cho người ta đặt hàng online ha. Và cái này là cái cực kỳ khó nè,
Mà nếu mà mình từ trước tới giờ mình hay nhờ bảo trợ của mình đặt hàng á, thì mình cũng phải nên tập cái này đi. Bản thân mình không làm được, mình không chỉ cho người ta làm được nha. Có đơn hàng xong chỉ đặt hàng online và bắt đầu chỉ cho người ta 100 MB là được cái gì, 100 MB là được cái gì. Có phải 100 MB là được cái chương trình quà chào mừng đúng không? Quà chào mừng. Nhưng mà trước đó đó là khi người ta có đơn hàng 600 ngàn giá catalog thì tương đương với 450 giá gốc, thì người ta sẽ có cái chương trình này. Ấn tượng từng khoảnh khắc, nâng niu từng phút giây. Thì cái chương trình này là dành cho những tư vấn viên mới gia nhập trong tháng tháng 10. Và mình sẽ được mua một cái vòng cổ kèm theo một chai nước hoa nữ, hoặc một cái vòng cổ kèm theo một chai nước hoa nam, chỉ có 119 ngàn thôi, mua trong cái đơn hàng đầu tiên khi mà họ đặt hẹn. Và mình cũng hỏi họ luôn họ có muốn lấy hay không. Nếu họ không lấy thì đơn sau phải đủ 450 thì họ mới lấy được. Và cái chương trình này mình chỉ áp dụng trong tháng 10 thôi nha. Có nghĩa là qua đầu tháng 11 là họ không còn lấy được nữa. Cho nên mình phải nhắc họ. Người mới họ không có biết gì hết, họ giống như cái trang giấy trắng vậy đó. Mình viết lên cái gì thì họ biết cái đó, mình nói cho họ nghe cái gì thì họ biết cái đó. Còn nếu mà mình không nói, mình không nhắc thì họ sẽ quên. Và khi họ quên họ đổ thừa cho bạn đó. Phải lưu ý, chương trình quà chào mừng này giải thích cho họ nghe rõ ràng quà chào mừng là quà như thế nào. Và cũng nói với họ luôn, tháng này mình có cái chương trình thể hiện sự quyến rũ Divine Idol. Khi mà mình đạt đơn hàng đạt 225 điểm BB đúng không? 225 điểm BB thì mình sẽ có cái gì? Đầu tiên là mình sẽ 225 điểm BB là mình sẽ đạt được một cái phần quà. Quà người mới đúng không ạ? Quà người mới khi đặt đơn hàng 450 là cái này. Là cái này như mới vừa nói. Đây. Cộng cộng với một cái phần quà là quà chào mừng. Quà chào mừng thì công ty sẽ chào mừng cho người mới trong vòng 3 tháng. Quà 600 ngàn, 800 ngàn, 1 triệu. Bản thân bạn chưa biết hoặc là chưa nắm rõ thì mình cần update lại. Quà thứ ba là họ sẽ có quà PC. Quà PC giảm 60%. Và quà Divine Idol. Divine Idol. Lưu ý nha, một phần quà, hai phần quà, ba phần quà, bốn phần quà nếu họ hoàn thành 225 điểm trong tháng này. Và bản thân mình phải nhắc với người đó, chị vào hoặc là em vào, mình đã cam kết với nhau là bán 1,5 triệu giá bán lẻ thì mình mới hướng dẫn cho bạn để bạn có sỉ đúng không mà. Vậy thì khi mà bạn bán được 1,5 triệu tương đương với 100 điểm BB thì bắt đầu mới mở cho họ về cái việc làm lại làm ba, có nghĩa là phân tìm kênh bán lẻ đó, mở việc tìm kênh lẻ, kênh bán lẻ là sỉ đó. Nếu cái này là mình phải nguyên tắc nha, nếu không được 100 điểm thì không mở cái này, nếu họ 99 điểm cũng không mở cái này, lưu ý nha. Và khi mà họ có đơn hàng 450 ngàn thì add họ vô cái group 21% tiềm năng và tuyên dương họ trong này, tuyên dương. Khi họ được 100 điểm cũng tuyên dương, khi họ được 150 điểm cũng tuyên dương, khi họ được 200 điểm cũng tuyên dương, hoặc là 225 điểm tuyên dương tùy bạn. Nhưng bạn nên tuyên dương họ ở mỗi cái cột mốc, khi mà họ làm việc thì họ sẽ có cái tinh thần vui vẻ hơn để họ làm á. Thì khi mà mình mở cái việc kênh bán lẻ này thì có phải mình đi về cái việc là 0%, 9%, 15% và 21% đúng không ạ? 4 tháng. Tháng thứ nhất, tháng thứ hai, tháng thứ ba và tháng thứ tư. 4 tháng họ lên được 21%. Bạn thấy cái việc của mình cũng không có gì quá khó, quan trọng là cái cách hướng dẫn của mình thôi. Tiếp theo là cái việc mà họ sẽ tìm kênh bán lẻ đúng không? Có nghĩa là người sỉ của họ gì thì họ lại
quay về cái bước ban đầu. Có nghĩa là mình sẽ chỉ cho họ tương tác với người mới như thế nào. Thì khi mà người mới á, kênh lẻ của người mới thì mình sẽ làm như thế nào, thường là như hay kêu họ tạo group, group chat ba người, thì có ai trong đó có Như, có bạn bạn đó là cái bạn này nè, cái người mới của Như và người tư vấn viên mới của bạn này, ba người trong đây, và Như sẽ là cái người cho thông tin cho bạn này, bạn này sẽ là cái người học cái cách mà Như nói, và cái bạn này sẽ tạo cái niềm tin với bạn này hơn, tại vì hai người này họ quen nhau trước và họ cái người này họ không quen biết Như là ai hết, thì nếu mà Như chỉ nói chuyện với bạn này thì họ sẽ không có cái sự tin tưởng, khi mà có cái bạn này ở trong nhóm thì bạn này không nói gì hết, bạn này chỉ cần giới thiệu thôi, giới thiệu giống như MC vậy đó, giới thiệu đầu tiên là được, giới thiệu bạn mới, à đầu tiên giới thiệu bạn mới tên gì, thứ hai là giới thiệu Như xong, và mình coi cái cách mà Như làm, và sau khi coi cái cách Như làm, khi mà họ gửi chứng minh nhân dân thì mình lại quay trở lại, có đúng không ạ? Gửi chứng minh nhân dân thì mình sẽ đăng ký online, đăng ký online thì người đó, cái người cái bạn này nè, bạn này nè, bạn đó sẽ gửi ngay catalog giấy 2 quyển cho cái người mới đầu tư 13.000, và cái đơn hàng đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho người ta inbox làm danh sách người quen, kiểm tra tường nhà có kiểm tra hình này hay không, có chụp màn hình lại hay không, nếu người đó nghiêm túc thì làm việc tiếp, nếu người đó không nghiêm túc dẹp qua một bên. Tiếp tục là mình sẽ có cái đơn hàng 450, khi có đơn hàng 450 chỉ hướng dẫn đặt hàng và lại tiếp tục ép vô cái group tiềm năng và lại hướng dẫn cho người ta 225 điểm BB là bạn sẽ được cái gì. Nếu bản thân bạn bạn là cái người đang xem cái đoạn video này á, bạn còn chưa biết được 4 cái chương trình quà này là gì thì bạn phải liên lạc với Như gấp, cực kỳ gấp luôn, tại vì bữa nay là giữa tháng rồi, nếu mà bạn không liên hệ với Như gấp thì tin chắc với bạn luôn, tháng này bạn không có cái gì hết. Bạn muốn lên chức danh 6% thì phải làm sao, thì bản thân bạn phải bán được 225 điểm BB, cái này khỏi bàn nữa nha. Bản thân mình không bán được, mình cũng không có chỉ ai bán được đâu. Và bạn có hai bạn kênh phân phối sỉ 6% là 600 điểm BB đó bạn. Thì có phải là ở đây là nhóm bạn là 675 điểm đúng không? Bạn là 6% rồi đó, 6% mới. Còn nếu bạn muốn 9% thì sao? 9% là 1.200 điểm BB. Thì 9% ở đây là bạn là 225 điểm BB nè. Bạn có 3 người 225 điểm BB. 25. Và ở đây nè là 4 người ở trong nhóm tính luôn bạn đó, thì ở đây bạn đã có 900 điểm rồi. 900 điểm thì còn thiếu nhiêu? Thiếu thiếu 300 đúng không? Thiếu 300. Nếu mà thiếu 300 thì phải làm sao? Thiếu 300 thì mình sẽ có thêm một người. Và bạn coi trong 3 người của bạn nè, người nào tích cực nhất, người nào cũng đang muốn làm sỉ giống như bạn, hỗ trợ cho người đó. Ví dụ như đây là người mà cũng tích cực giống như bạn và cũng muốn làm sỉ, bạn hỗ trợ cho một người xuống dưới đây. Người này là người của bạn nè, 225 điểm, bạn cũng hướng dẫn họ 225 điểm. Thì cái người này nếu mà họ muốn làm, họ sẽ tự tìm hai cái người bán sỉ của họ. Bạn hiểu không? Họ sẽ tự tìm hai người bán sỉ của họ và hai cái người này cũng vậy. Vậy thì mình đang nói về cái việc mà mình có ba người nghiêm túc làm việc và ba người này mình chỉ ba người này thôi ha, đến khi ba người này họ lên được 21% thì bạn mới mới được có thêm ba người mới. Còn ví dụ như bây giờ bạn cứ cắm như bạn một nồi vậy mà chưa có ai có đơn hàng, chưa có ai làm việc, thì tất cả những người này đều không phải là người nghiêm túc. Như chỉ tính những người mà họ thật sự làm việc, thật sự bán hàng, họ thật sự họ muốn làm sỉ, họ muốn có thu nhập trên 10 triệu, họ muốn có du lịch, họ muốn thay đổi cuộc sống, họ muốn có mỹ phẩm tốt để họ xài mà không bị bệnh về sau á, thì họ mới tính là một người của mình. Ok.
Cuối cùng, nhắc lại, step by step, nếu không đi theo quy trình thì mình sẽ không có kết quả. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Có mọi thắc mắc thì cứ liên hệ với Như gấp, tại vì bây giờ mình trễ rồi. Nếu mà những bạn mới á, thì mình nên hỗ trợ cho họ để họ có cái sườn trước để qua tháng sau họ làm việc cho tốt. Nhưng mà qua tháng này, trong tháng này thì mình nên hỗ trợ họ lên ít nhất là 6% để họ vui vẻ ha. Rồi, bye bye.